Hôm nay, ngày 7 tháng 4 năm 2024, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đang điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xã Phú Mỹ khiến hai người thương vong. Theo đó, khoảng 21 giờ hôm qua, một ngôi chùa ở ấp Sóc Xoài, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ hội, thu hút nhiều người dân địa phương đến tham dự, trong đó có một người tên Quy ngụ ở xã Phú Mỹ. Theo một số nhân chứng tại hiện trường, khi vào chùa, Quy có va chạm với một nhóm thanh niên, trong đó có người tên Vũ, ngụ xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên. Sau đó, hai bên lao vào ẩu đả, gây náo loạn khu vực chùa. Hậu quả, Quy bị nhóm của Vũ gây thương tích nặng, được mọi đưa đi cấp cứu tại trạm y tế xã Phú Mỹ nhưng đã tử vong. Vũ cũng bị thương nặng, đang cấp cứu tại bệnh viện. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.